Hiện tượng chích điện là gì mà khiến cho tóc tai dựng ngược cả lên? Chạm vào đâu, điện giật ở đó. Tại sao hồ băng ở Trung Quốc lại nở được ra những bông hoa siêu to khổng lồ và đẹp lung linh đến như vậy? Và đâu là những vùng quanh năm mùa đông rét buốt khiến tất cả mọi thứ đều bị đóng băng? Mà cô kính lúc ơi, mùa đông năm nay lạnh quá. Hay cô làm một video gì về những hiện tượng xảy ra vào mùa đông đi cô? Những hiện tượng xảy ra vào mùa đông à? Ok, triển luôn. 6 hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn nhất chỉ xảy ra vào mùa đông. Đầu tiên đó chính là những mái tóc bằng kỳ dị nhất khiến ai nhìn vào chỉ muốn cười rớt cả hàm luôn. Bạn có phải là một người đam mê du lịch, bạn thích được ngắm tuyết và luôn ao ước một lần được thả dáng giữa trời đông giá rét hàng âm độ C? Vậy thì còn chần chờ gì mà không lót dép theo cô gái trong video này? Đảm bảo thành quả sẽ là một bộ ảnh vô cùng đáng nhớ. Với phong cảnh phủ tuyết trắng xóa, bonus thêm mái tóc đóng băng khiến cho ai nấy không thể nhịn được cười. Bất ngờ là ở nhiều nơi, mái tóc băng này đã và đang trở thành hot trend, thu hút không ít người tham gia. Điển hình như ở vùng Yukon của Bắc Canada, cứ mùa đông tới là suối nước nóng Tahkini lại nhộn nhịp tổ chức cuộc thi đóng băng tóc. Vâng, các bạn không hề nghe nhầm đâu, trong cái lạnh âm đến vài chục độ, người ta vẫn kéo nhau ra sông băng để ngâm mình hàng giờ đồng hồ để làm sao có được quả tóc băng bá đạo nhất, kỳ lạ nhất khiến cho ai nhìn vào cũng lạnh cả sống lưng. Những mái tóc quái dị nhất sẽ được bình chọn cho 5 giải thưởng: giải thí sinh nam xuất sắc nhất, thí sinh nữ xuất sắc nhất, nhóm thí sinh xuất sắc nhất, giải sáng tạo và giải bình chọn. Mỗi giải trị giá lên tới 2.000 đô la, tương đương với hơn 47 triệu Việt Nam đồng, cùng với chiếc vé free toàn bộ dịch vụ ngâm mình tại hồ nước nóng Tahkini. Mà không chỉ có tóc thôi đâu nha, kể cả đồ ăn hay xe cộ, nếu mà để ngoài trời lạnh giá âm hàng chục độ C thì đừng hỏi tại sao nó đông cứng, không cả dùng được luôn. Thứ hai, mọi thứ đều bị đóng băng. Các bạn thân mến, nếu như ở Việt Nam, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đông ngày càng ít, thậm chí có năm chỉ lạnh qua loa vài tháng rồi thôi. Lạnh lắm thì cũng chỉ ở một số những vùng như là Sapa hay là Bắc Sơn. Thì khi đến với Yakutia, thủ phủ của vùng Siberia, nơi được mệnh danh là nơi lạnh nhất trên thế giới, có người sinh sống bao năm qua vẫn vậy. Dưới nền nhiệt lạnh kinh khủng khiếp hoảng hốt âm 59 độ C, thì mọi thứ từ cây cối cho đến nhà cửa ở đây đều bị đóng băng. Quần áo giặt chưa cả kịp sạch thì đã bị đóng băng cứng nhắc trong vài giây rồi. Đồ ăn cũng vậy luôn, vừa nấu xong đã nguội ngơ nguội ngắt. Đấy các bạn xem, bát mì còn chưa cả kịp bỏ mồm thì đã cứng như đá rồi, cắn một miếng có khi còn rụng cả răng luôn. Hay như mấy quả táo, quả chuối vừa mới mua về, chưa cả kịp ăn đây này, mấy tiếng sau bỏ ra đã cứng như gỗ, dùng còn đóng đinh cả được luôn ấy chứ. Và thậm chí có khi bạn hất cốc nước nóng lên không trung và thấy nước lập tức đóng băng thành những bông tuyết tuyệt đẹp, những dải băng trắng tinh. Và đây được gọi là hiệu ứng MPM3, chỉ thực hiện được khi mà dưới trời đông âm hàng chục độ C thôi nha. Không những thế, ở nền nhiệt âm hàng chục độ C như vậy, chỉ cần ra ngoài trời 10 phút là bạn sẽ thấy lông mi đóng băng, tay không còn mở nổi khóa cửa. Và nếu bạn đeo kính thì khả năng còn bị kính dính chặt vào da. Nước không chảy được nên người dân sẽ phải dựng chòi đất ngoài trời. Trước mỗi đám tang thì họ phải đốt lửa cho mặt đất bớt cứng để đào huyệt. Chưa hết, khi trời lạnh còn khiến cho băng tuyết đóng thêm một lớp khá dày trên xe cộ, khiến cho những chiếc xe như tàng hình, thay vào đó là những ụ tuyết trắng xóa, cao khoảng hàng mét mới thấy xe. Nhất là mấy quả xe máy, mới lúc nãy để tạm cái xe trước cổng để ship đồ ăn, thế mà lúc sau quay lại, xe đã lạnh toát, toàn băng là băng, nổ mãi mà máy không chạy được, bực ghê. Rồi thì còn đàn cá đang bơi tung tăng gần Lovun, một hòn đảo nhỏ cách bờ biển phía bắc của lục địa Na Uy vài dặm, cũng không tránh khỏi cái chết bị đóng băng đông cứng ngay trên mặt sông. Ui là trời ơi, trên phim nhìn cái cảnh băng tuyết đẹp bao nhiêu thì ngoài đời nó lại phũ phàng cay đắng đến bấy nhiêu đấy các bạn ơi. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà các bạn kỳ thị mùa đông nha, vì mùa đông cũng sẽ có những cái hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo tuyệt đẹp sau đây cho chúng ta xem đây này. Thứ ba, sông băng nở hoa và hàng loạt cảnh tượng chỉ có vào mùa đông. Các bạn thân mến, nhắc tới thành phố băng của Trung Quốc là nhắc đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi nổi tiếng có dòng sông băng Tùng Hoa siêu đẹp. Khi mùa đông đến, mặt nước đóng băng dày tới nửa mét, cho phép người và xe ngựa có thể thoải mái di chuyển trên mặt băng mà không lo bị rớt xuống nước. Kỳ ảo, hệt như là chi tiết 4 thầy trò Đường Tăng vượt sông băng thông thiên trong bộ phim Tây Du Ký vậy. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất, mà tại đây người ta còn đồn thổi rằng dòng sông băng có thể nở ra hoa tuyết nữa cơ. Theo đó, vào ngày 15 tháng 12, dòng sông băng Tùng Hoa ở tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc bất ngờ nở rộ một loài hoa màu trắng kỳ lạ, có hình dạng giống hệt như bông hoa tuyết nhưng mà kích thước lại to hơn rất nhiều và phủ kín cả mặt sông. Nhìn cứ ngỡ như là chốn bồng lai tiên cảnh, muôn sắc hoa băng ngàn năm mới nở. Rất nhiều người cho rằng đây là một điềm lành, dự báo những sự thay đổi mới tươi đẹp cho tương lai.
Nhưng đáng tiếc là ngay sau đó để kiểm chứng tin sông Tùng Hoa nở hoa tuyết thì một bạn đã sử dụng AI, trí tuệ nhân tạo để vẽ tranh và dưới đây là kết quả. Ui, các bạn ạ, bông nào bông nấy cứ phải gọi là đẹp xuất sắc như thật luôn ý. Nhưng mà dù sông Tùng Hoa có nở hoa tuyết thật hay không thì hiện tượng hoa tuyết mọc trên băng vẫn là thật 100% nha. Theo đó thì ngay năm ngoái, do nhiệt độ giảm đột ngột đã tạo nên hiện tượng hoa băng hiếm gặp trên hồ Boston, hồ nước lớn nhất của khu tự trị Tân Cương Trung Quốc và tạo ra những cụm hoa tuyết trắng xóa phủ kín mặt băng. Các cụm băng trắng xóa, mỏng dài như sợi tóc và mịn như lụa, thường có hình dạng giống như hoa thật và được gọi là hiện tượng hoa sương giá. Hiện tượng này được hình thành trên biển băng mỏng khi không khí lạnh hơn nhiều so với lớp băng phía dưới và thường sự khác biệt nhiệt độ giữa bề mặt băng và không khí chỉ cần ít nhất là 15 độ C. Tất nhiên là nó chỉ bé bé mỏng manh chứ không to rõ tròn đầy như trên ảnh kia được đâu. Những cánh hoa của hoa sương giá rất là mỏng, chúng rất dễ vỡ khi chạm vào và chúng thường tan chảy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thường được nhìn thấy vào sáng sớm hoặc trong các khu vực bóng mờ. Hoa sương giá thì thường chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm và chỉ tồn tại vài ngày đầu tiên của quá trình hình thành băng mà thôi. Ngoài ra, khi mùa đông đến, chúng ta còn có cơ hội ngắm nhìn rất nhiều những hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt như sương muối, hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối ngay trên mặt đất hay bề mặt cây cỏ, vật thể khi không khí ẩm và lạnh, thường chỉ tồn tại trong vòng 1 đến 2 tiếng trước khi mà trời mọc. Đây là loại sương có kết tủa đẹp nhưng lại rất độc, gây hại cho các loại hoa màu và cỏ cây mùa đông. Quy mô lớn hơn một xíu thì chính là sương băng cứng được hình thành khi các giọt nước trong lớp sương mù bị đóng băng bao quanh bên ngoài vật thể. Nó thường được nhìn thấy trên những loại cây mọc trên đỉnh núi cao vào mùa đông. Nguy hiểm hơn là hiện tượng sấm tuyết thường xảy ra ở những khu vực xung quanh hồ nước và ven biển, đi kèm với những cơn bão cực đoan với cường độ gió cao, tia chớp nhẹ cùng với mật độ tuyết rơi khá dày khoảng 6cm mỗi giờ. Thế nhưng ảo ma Canada nhất thì chính là hiện tượng ảo nhật và mặt trăng giả. Người ta tin rằng khi nhìn thấy những hiện tượng này thì chính là dấu hiệu của những cơn bão mạnh sắp tới. Uầy, kể ra thì hiện tượng này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà nguy hiểm quá, bảo sao mà cứ đông đến là động vật rủ nhau đi trốn hết. Chắc là tiên đoán được trước mối nguy hiểm sắp xảy ra đây mà. Thứ tư, vì sao động vật ngủ đông cả vài tháng mà không chết đói? Hẳn là khi xem đến đây, rất nhiều bạn đang ao ước sở hữu được skill như một số loài động vật, đó là có thể ngủ đông thoải mái trong những chiếc tổ ấm áp của mình. Thế nhưng các bạn chưa biết đến những nỗi thống khổ của loài động vật khi phải ngủ đông mà thôi. Theo tìm hiểu, ngủ đông là một cách để thoát khỏi nhiệt độ dưới âm độ C, tiết kiệm được năng lượng khi mà thức ăn dự trữ thấp. Nên nhiều loài động vật, nhất là những loài ở xứ lạnh, bắt buộc phải ngủ đông để sống sót qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt. Mùa xuân đến, chúng tỉnh dậy và một lần nữa phải thay đổi lối sống. Điển hình như loài gấu đen thường thức dậy vào tháng 4 nhưng mà vẫn chưa tỉnh hẳn mà cứ lờ đờ từ vài tuần cho đến cả tháng. Trong thời gian này, chúng sẽ vẫn duy trì thói quen ngủ nhiều và lười ăn, dù cho cơ thể đã mất đi khoảng 1/3 khối lượng cơ thể sau khi ngủ đông. Nhưng vì trước đó đã ngủ quá nhiều khiến cho hệ trao đổi chất trong cơ thể vẫn chưa trở lại hoạt động như trước nên ăn vào cũng không thấy ngon miệng nữa. Còn đối với loài ếch gỗ, chúng không chỉ ngủ đông mà còn thực sự đông cứng trong khi ngủ. Theo đó, trong khi con người dù được hỗ trợ với những công nghệ tối tân nhất thì vẫn loay hoay tìm giải pháp đóng băng cơ thể mà không ảnh hưởng tới sức khỏe, thì loài ếch gỗ có tên khoa học là Lithobates sivaticus đã và đang thực hiện việc này mỗi mùa đông đến trong hàng ngàn năm qua mà chúng vẫn tồn tại. Đây là một loài lưỡng cư thường sinh sống trong phạm vi từ Bắc Mỹ cho đến vòng cực Bắc. Vì phải sống trong khu vực có điều kiện lạnh giá nên chúng phát triển theo một chiến thuật chịu lạnh hết sức đặc biệt, ngừng sống để vượt qua cái rét. Cụ thể, khi bắt đầu cảm thấy cái lạnh của mùa đông, ếch gỗ sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông vô cùng đặc biệt bằng cách ngừng mọi chức năng sống từ nhịp đập của tim cho đến hoạt động não như một con ếch đã chết, để rồi mặc cho cơ thể tự đóng băng tới 8 tháng liền. Chỉ khi mùa hè đến, thời tiết ấm dần lên thì ếch gỗ cũng nhờ vậy mà được giã đông, quay trở lại cuộc sống bình thường. Ảo thế chứ lại. Còn đối với loài ong thì đây không hoàn toàn là ngủ đông, nhưng nhiều loài đã giảm hẳn hoạt động trong thời gian lạnh giá. Trong mùa đông, chúng thường ở trong hang, tụ tập xung quanh ong chúa và vận động để tạo ra nhiệt. Thức ăn duy nhất của đàn ong trong thời gian này là nguồn mật được chúng dự trữ từ mùa hè. Khi mà thời tiết ấm hơn thì việc đầu tiên của đàn ong chính là bay nhiều nơi để xả thải. Đó là do khi trú đông thì chúng thường hạn chế bài tiết vì sợ sẽ làm bẩn tổ của mình. Tiếp đó, ong sẽ bay đi tìm nguồn nước để bù lại sự thiếu thốn trong thời gian lạnh giá nhất. Và đồng thời thì chúng sẽ ngắm nghía những nơi hoa cỏ bắt đầu bung nở để thu hoạch vài ngày sau. Tuy nhiên, dở khóc dở cười nhất thì chính là trường hợp của loài sóc đất Bắc Cực. Đây là loài
loài ngủ đông từ khá sớm, thường là vào khoảng tháng 8 hay tháng 9 hàng năm. Trong khoảng 7 đến 8 tháng sau thì chúng chỉ việc nghỉ ngơi và giảm đến 90% hoạt động của hệ trao đổi chất. Nghe thì cũng giống giống như cách ngủ đông của nhiều loài khác mà nhở. Nhưng mà không, điều bất ngờ là khi chúng tỉnh dậy thì từ một cậu thiếu niên chớp mắt chỉ vài tháng đã dậy thì thành công, khiến cho chúng vừa tỉnh dậy sau khi ngủ dài đã lập tức có nhu cầu tìm bạn tình chứ không phải là nhu cầu ăn uống. Eo ơi, nghe cứ như kiểu là lúc đi ngủ thì là trẻ con, thế mà tỉnh dậy cái thì lại thành người lớn, ảo thật đấy. Và chưa dừng lại ở đó, ngay sau đây là một hiện tượng khiến cho bao nhiêu người ám ảnh khi mùa đông đến. Thứ 5, hiện tượng tĩnh điện. Alo alo, ở đây có anh chị em nào từng bị điện giật khi vô tình chạm vào nắm cửa tay, cầu thang kim loại hay quần áo len hay chưa nhở? Thì comment bị rồi hoặc là chưa bị để xác nhận xuống phần bình luận nhé. Các bạn biết không, ở khu vực miền Nam có lẽ hiếm gặp, nhưng tại các tỉnh miền Bắc, Việt Nam hay mùa đông ở các nước Trung Quốc, Nga hay Mỹ vào những ngày cuối năm khi nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh thì tình trạng đột nhiên thấy điện giật tanh tách khi vô tình chạm vào nắm cửa, có kéo chăn hoặc vô tình chạm vào đồ vật kim loại vân vân thì quả thật là không hiếm, thậm chí nó còn khiến cho nhiều người e sợ chẳng dám làm gì luôn, và người ta gọi đó là hiện tượng tĩnh điện. Về bản chất thì tĩnh điện chỉ đơn thuần là sự mất cân bằng về điện tích của một vật chất nào đó, chẳng hạn như tam mài dao, một số điện tích hay còn gọi là electron sẽ bị mất đi trong quá trình cọ sát, và kết quả là vật mất điện tích sẽ mang điện tích dương, còn vật nhận thêm điện tích sẽ mang điện tích âm. Về động tác thì ngoài khiến cho chúng ta cảm thấy giật mình thì hiện tượng này không gây hại gì cho con người cả, và con người có thể cảm nhận được sự mất cân bằng điện tích trong lúc mặc hoặc là co kéo quần áo, chải đầu bằng lược nhựa hoặc một số hành động cọ sát khác. Một số trường hợp thì cũng gặp phải thường xuyên trong mùa đông, đó chính là tóc dựng ngược lên khi mà cởi bỏ mũ hay tháo cái khăn quàng cổ ra thì tóc còn bám cả vào khăn. Nguyên nhân là do tóc có cấu tạo giống như móng tay nên khi bị hư tổn thì chúng không có khả năng duy trì độ ẩm và tự phục hồi. Vì vậy mà khi độ ẩm của tóc mất đi do điều kiện khô hanh thì sẽ làm cho tóc dễ sinh ra điện tích hoặc ma sát với lược chải hoặc quần áo len vân vân. Đấy, các bạn cứ nhìn thấy tóc mình thì rõ, tích điện thôi rồi luôn. Nói gì thì nói, khác với ba mùa còn lại thì mùa đông quả là một cái giai đoạn mà người ta sợ nhất, bởi nó ẩn chứa rất nhiều những nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của người ta. Thứ 6, mùa đông nguy hiểm như thế nào? Nếu như các bạn xem những cái bộ phim Hàn Quốc hàn xẻng, khi mà mùa đông tới mang đến cho con người bao sự ngọt ngào lãng mạn, hình ảnh đôi nam nữ tay trong tay vui vẻ, lễ hội Giáng sinh ngập tràn ấm áp yêu thương với những bông tuyết trắng xóa và mọi người tươi cười hạnh phúc. Nhưng mà đấy là trên phim thôi nhá. Còn mùa đông thì lại có những mặt trái vô cùng nguy hiểm, đó chính là da thì khô nứt nẻ này, chân tay sần sùi, môi thì nứt chảy máu, và biết bao nhiêu khó chịu gặp phải. Ai mà từng gặp hiện tượng kiểu như vậy rồi thì comment ngay xem là các bạn có bị dính phải cái nào không nhá. Bên cạnh đó, mùa đông còn khiến cho con người tê cóng chân tay, nhất là những người lao động nặng nhọc phải hoạt động nhiều giờ ngoài môi trường giá lạnh. Mà các bạn đừng có vội khinh thường, tình trạng tê tay quá lâu có thể dẫn tới da bị phồng rộp hoặc chuyển sang màu đen do hoại tử các mô bên trong đấy. Rồi thì đổi mùa, đổi gió. Mỗi khi gió mùa đông bắc về thì người người, nhà nhà, từ trẻ em cho đến người lớn hay gặp các vấn đề về cảm cúm, viêm phổi vân vân, và thậm chí là đột quỵ rất nguy hiểm. Trời trở lạnh, trái gió trở trời cũng khiến cho các bệnh đau nhức xương khớp tái phát ở nhiều người. Ui dồi ôi, nói chung là mùa đông là cứ ti tỉ cái bệnh kéo theo, khiến cho con người ta cứ phải gọi là khóc thét. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hãy luôn mặc ấm, đeo tất để bảo vệ đôi chân, uống nhiều nước ấm cho da đỡ khô này, và bạn cũng nên mua sáp nẻ dưỡng da, dưỡng môi và cấp ẩm để tránh tình trạng da nứt nẻ. Hãy luôn quan tâm, chăm sóc cho người cao tuổi trong nhà, và nhất là hãy luôn sống tích cực, lạc quan, bởi vì mùa đông sẽ nhanh chóng qua thôi. Khi đó mùa xuân sẽ tới và thời tiết sẽ dễ chịu và ấm áp hơn rất nhiều. Ui, các bạn ơi, thực sự mình không thể tưởng tượng được rằng những cái vùng đất quanh năm rét buốt, mùa đông có gọi là triền miên như vậy, thì không biết là cuộc sống của người ta phải khắc nghiệt và khó khăn đến như thế nào. Và không biết là ở đây có bạn nào đã từng trải qua những mùa đông tương tự như vậy hay chưa, thì đừng quên comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu như các bạn còn muốn khám phá thêm nhiều những hiện tượng thiên nhiên, những điều gì quanh sự cuộc sống của chúng ta, thì hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết. Nếu yêu thích video, hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.